Thưa sư cho con hỏi, con có một đứa con gái tầm 1 tuổi rưỡi, từ lúc sơ sinh đến nay có vài lần bé thức giữa đêm rạng sáng và nhìn vào khoảng trống trong gian phòng khóc rất lớn, người thì co cứng ôm cha mẹ, con cảm nhận được là bé rất sợ hãi. Lần gần nhất là cách đây một ngày, cả nhà con đi chùa đặt bát xong thì về đến nhà có hồi hướng phước báo cho tất cả chúng sanh và chư thiên, nhưng đến 2 giờ sáng bé giật mình và khóc co cứng người, không dám nhìn lên trần nhà. Xin hoan hỷ giúp con cách để cải thiện tình hình, có người oan trái với bé và theo dọa bé ạ. À, vì phòng con mỗi ngày đều bật kinh tạng Pali và pháp thoại nghe, con cũng từng ngồi hướng phước báo nhưng có vẻ không hiệu quả. Xin nói riết là sư làm bác sĩ, đương nhiên là chỉ là một cách nói thôi ha, chứ còn một vị tu sĩ thì không được phép làm bác sĩ. Nó như thế này nè, đối với một cái em bé đó thì cái nhãn căng của nó, gọi là cặp mắt của nó đó, nó phát triển chưa chưa có trọn vẹn, và nó có thể nó nhìn cái hình ảnh này nó ra hình ảnh khác, và nó có thể nó suy tưởng ra rất là nhiều hình ảnh. Tôi muốn hỏi là quý vị đã thử một cái là thay vì tắt đèn á, tắt đèn phòng ngủ, quý vị mở đèn chứ, mở đèn cái đèn vừa phải, cái đèn vàng á, cái đèn đèn phòng ngủ á, quý vị mở đèn thử coi. Tại vì có khi trường hợp á, cái không gian nó tối đen á, em bé nó có khi nó sợ. Khi thấy không gian tối đen nó sợ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là trên trần nhà đó, khi nó nhìn lên nó với cái đầu óc tưởng tượng của một đứa con nít đó, nó có thể tưởng tượng ra nhiều hình ảnh sợ hãi. Đừng nói gì em bé. Cá nhân sư ha, sư cũng có trải những cái trải nghiệm đó, là gì, nhìn lên trần nhà đó, có khi người ta quét vôi á, người ta sơn trần nhà, rồi mình nhìn mặt trời khi mà trời vẫn còn sáng, đèn còn sáng đèn nha, thì nhìn những cái đường vân ở trên cái tường á, hoặc là trên cái trần nhà, tự nhiên cái đầu óc của mình nó tưởng tượng ra nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh lắm. Cho nên có khi á, là em bé nó nhìn rồi nó cái đầu của nó tưởng tượng ra nhiều cái hình ảnh đáng sợ. Nó không nhất thiết phải có phi nhân đâu, mà do cái nhãn căng á, và cái tâm của mình tưởng tượng ra cái gì đó thì tự nhiên là nó sẽ như vậy. Quý vị cũng sẽ trải nghiệm tình trạng đó nếu như mà quý vị thử, quý vị tắt đèn rồi quý vị nhìn lên trên trần nhà, mà quý vị vừa mới xem cái phim kinh dị xong đó, rồi quý vị nhìn một hồi thế nào quý vị cũng nghe nhắc tới ma, một hồi thế nào quý vị cũng nhìn trên trần nhà có cái mặt con ma. Hoặc là bây giờ giả sử mà ai đó nói với quý vị là ngoài cửa sổ có người đang nhìn á, con ma đang nhìn, là quý vị ngó ra cửa sổ hồ quý vị thế nào cũng tưởng tượng ra là có cái con ma nó đang đứng ở cửa sổ. Tức là sao, có nhiều trường hợp là do cái sức tưởng tượng của mình mà ra, chứ không nhất thiết là phải oan gia trái chủ. Có một cách để mà cải thiện tình hình, đó là thứ nhất á, là quý vị thử dùng cái đèn phòng ngủ. Cái thứ hai là quý vị nó có cái đèn mà cái đèn cái kiểu mà sao ngôi sao rồi bông hoa rồi mấy cái hình ảnh này nọ kia mà nó làm cái đèn ấy. Ví dụ như tắt cái đèn thì chiếu rọi lên trần nhà nó có ví dụ như ngôi sao nè, rồi bộ mặt trời mặt trăng nó quay vòng 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 ở trong phòng á. Thử coi, thử dùng cái đèn đó coi. Mở lên thì khi mà bé nó nhìn lên thì nó không có thấy hình ảnh gì lạ, mà nó chỉ thấy mặt trời mặt trăng ngôi sao, hình tam giác, hình tròn, hình vuông, hình con cá, hình này hình kia, thì ít nhất thì nó cũng không có sợ. Thử coi, chứ không nhất thiết là phải oan gia trái chủ đâu. Đó. Còn cái chuyện mà quý vị bật kinh tạng thì hồi hướng phước báo thì như vậy là đủ rồi, như vậy là được rồi. Quý vị cứ thử đi, rồi có gì thì cứ cho sư biết ha. Và một trường hợp nữa đó, tại vì mình không biết là em bé nó thấy cái gì, mới có 1 tuổi rưỡi nó đâu có biết nói đâu, cho nên là cũng có thể là nên thử xét cái trường hợp là đưa em bé đi bệnh viện xem như thế nào. Tại vì ngay cả người lớn á, có đôi khi một vài cái tổn thương não nó cũng đưa đến những cái những ảo giác. Đấy. Và vừa rồi thì cũng có một cái một bà đến nói với sư là bà lâu lâu thì tự nhiên là cái hồi mà tụng kinh gì đó là nó bắt đầu nó nhảm rồi đó,
rồi thấy cái nọ cái kia thì sư cũng nói thôi bây giờ đi chụp MRI đi rồi quay trở lại đây, chứ còn không phải cái gì mình cũng đổ thừa cho phi nhân. Sư là cái người mà sư tin phi nhân nha, sư là cái người sư tin là có tồn tại của phi nhân, nhưng mà mình không phải vì cái chuyện đó mình đổ oan cho người ta. Có khi nếu mà họ mà nói được với mình, họ nói oan quá trời, cái giống giả gì cũng đổ thừa cho tụi tôi đấy.